Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Bada Hương Nguyễn. Thì hôm nay Bada Hương Nguyễn sẽ hướng dẫn cho mọi người làm món cá sa pa kho ha. Cá sa pa này thì mình vừa mới được tặng mọi người. Thì hôm nay thì cũng ở trong vùng bị khóa chặt, cho nên là lâu lâu cũng có mạnh thường quân hỗ trợ tặng này tặng kia thì cũng cũng đỡ được phần nào. Thì hôm nay được con cá sa pa rất là ngon. Thì một phần Ba Hương Nguyễn nướng, còn phần còn lại thì mình sẽ kho mà dạng kho nước á mọi người. Rất là ngon và dễ ăn ha. Đầu tiên thì mình sẽ ướp cá với một quả ớt tươi ha. Mọi người ít ăn cay thì mình ướp nửa quả thôi cũng được. Sau đó mình sẽ cho thêm một ít hành và tỏi băm để cho nó khử được cái mùi tanh của cá mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ ướp gia vị cho cá ha. Thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm nha mọi người. Rồi nước mắm mình hay dùng nước mắm của Chinsu vì nó rất là vừa ăn. Mọi người có thể dùng nước mắm nhỉ hoặc là nước mắm dạng mắm nhà làm cũng được nha mọi người, nó cũng đều rất là ngon. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Thì dầu mình hay sử dụng là dầu dầu mè nha mọi người. Còn bạn nào không có dầu mè mình có thể sử dụng dầu ăn bình thường cũng được hoặc dầu ô liu, nói chung là bạn có dầu nào thì mình sẽ sử dụng dầu đó. Và mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, mình sẽ trộn đều lên ha để cho cá của mình nó được thấm. Cá sa pa này rất là tươi và thịt của nó rất là ngon, cũng làm được rất là nhiều món. Sau đó mình sẽ cho thêm vào đây 2 muỗng cà phê đường, tiếp tục trộn lên để cho cá của mình nó được ngấm gia vị ha mọi người ha. Sau khi mà mình đã trộn các loại gia vị vào, nếu mà bạn nào mà có cái màu đường mà mình đã thắng sẵn rồi á thì mình sẽ bỏ vào đây và mình ướp luôn. Còn bạn nào mà không có thì để xíu nữa mình sẽ làm sau ha. Mình sẽ ướp khoảng 30 cho tới 60 phút ha. Sau đó thì mình sẽ đun nóng dầu, ít dầu thôi nha mọi người. Sau rồi mình sẽ cho cá vào, mình sẽ chiên sơ để cho cá của mình nó được săn lại. Thì khi mình kho thịt của nó sẽ dai và sẽ ngon hơn, không có bị bở ha. Thì là khi đã chiên sơ cá rồi mình sẽ vớt cá ra và mình sẽ tận dụng luôn cái chảo khi nãy á. Mình sẽ phi thơm hành tỏi ớt. Mình sẽ phi không phải phi thơm nha mọi người, mình nhầm là phải phi vàng luôn. Mình sẽ phi vàng và mình sẽ để riêng ra một bên. Sau đó thì hồi nãy mình đã có nói rồi đó, nếu mà mình không có sẵn nước màu mình ướp vào trong lúc lúc mà mình ướp cá thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thắng nước màu. Mình sẽ cho một ít nước và đường khoảng 1 muỗng canh đường ha. Sau đó mình sẽ thì ở trên lửa đến khi nào mà nó thành màu mình ưng ý. Thường là mình hay kho cá thì khoảng cái màu nó như là màu caramel, màu cánh gián là được mọi người. Sau đó mình sẽ đổ cái phần nước ướp cá vào và mình sẽ tiếp tục mình sẽ cho cái phần cá vào khi nãy mà mình đã chiên sơ rồi á vào để kho. Thì nước ướp cá thì nó hơi ít cho nên là mình sẽ đổ thêm một ít nước vào. Mọi người mà có nước dừa thì mình sẽ cho nước dừa, còn không á thì mình cho nước bình thường, nước nước uống, nước đun sôi để nguội của mình cũng được ha. Sau đó mình sẽ cho cái phần hành mà mình đã phi vào trong đây luôn. Khi mà mình kho cá thì nó có bọt thì mình sẽ vớt bọt ra hết ha, để cho cái phần cá của mình nó được trong hơn, cái nước cá của mình nó được trong hơn. Và khi mà mình kho thì mình kho ở lửa nhỏ thôi để cho cá nó thấm gia vị, và kho từ từ thôi nha mọi người. Nước thì mình đổ nước xăm xắp thôi, đừng có đổ nhiều cũng đừng có đổ ít quá. Thì trong lúc này mình sẽ nêm lại cho nó vừa ăn luôn.
cho đến khi cá mình nó đã thấm đều và cái phần nước nó cũng cạn, nó còn ít thôi, nó còn hơi hơi đủ để mình chấm rau hay là mình chan cơm rồi này nọ là được. Thì cái phần cá này khi mà mình kho kiểu này thì vẫn giữ được cái vị ngọt của cá, đồng thời là cái thịt cá nó rất là béo và nó không có bị bở nha mọi người. Là một món ăn với rau luộc và cơm trắng rất là ngon. Chúc mọi người thành công ha, bye bye mọi người.